vậy là hơn 30 năm đã trôi qua, chúng ta sẽ trở lại với mạch kịch ngày hôm nay của vở kịch là Qua Tây Lấy Vợ. Kính thưa quý vị, như Ngọc Hân đã có chia sẻ, thì thật sự là trong tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Và trong tình yêu thì chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì. Nhiều khi đúng người mà sai thời điểm, hoặc là sai người mà lại đúng thời điểm, thì nó đều không trọn vẹn. Nhưng mà Ngọc Hân tin rằng, kính thưa quý vị, cuối cùng là hạnh phúc hay là khổ đau thì đó hoàn toàn là do chính quyết định của chính bản thân chúng ta. Chúng ta phải vì tình yêu của mình mà tranh đấu, vì người yêu thương của mình mà cố gắng. Vậy thì 30 năm sau, chuyện tình của chàng trai và bây giờ đã trở thành ông Chính và cô Thúy Liễu sẽ có kết cục như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng. Bây giờ mày vui lòng mày nín được không? Như nín cho tôi chơi nghe thật giá chút được không? Nín. Biết nghe lời thấy thương. À. Ông ơi, tôi đi chợ thấy trái dưa ngon quá trời mà nó nặng muốn chết luôn vậy đó. Biết ông thích dưa tôi mua liền đó. Ăn đi nghe. Ăn rồi phù hộ cho tôi với con nè nghe. Không phù hộ là tôi bẻ cổ ông đó. Ủa ông bên chết cha rồi, quên ông người Mỹ. Bây giờ nên khấn tiếng Việt ông đâu có nghe. Honey, I love you man. Watermelon. Trà ba lửa. Honey, it's well. Ây da, tại nay bởi vì ông chết rồi mà tôi nhớ mà không có thuốc cái gì hết trơn á. Nói qua quên rồi. Tại nay bởi vậy tại nay ông chết cũng uổng lắm. Hồi đó còn sống cưng tôi dữ lắm á. Chứ tôi đâu có bèo nhèo như bây giờ đâu. Gì vậy? Ông là ai? Sao ngang nhiên vô nhà tôi vậy? Tôi kêu phú lít cả nha. Gì vậy? Ông làm gì vậy? Bà Liễu. Liễu? Liễu nào? Bà còn nhớ tôi không, bà Thúy Liễu? À, tôi nhớ rồi. Ủa mà ông ai hả? Bà không nhận ra tôi hả bà Thúy Liễu? Mà ông là ai? Chính đây. Chính lỗ chó đây. Trời ơi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Hồi đó ông chu lỗ chó coi hát cọp hoài đó phải không? Sao hả? Tôi là người canh lỗ chó chứ chui lỗ chó hồi nào. Bà trả lời cho tôi biết. Dạ dạ. Chứ chuyện gì chờ bà sao? Bà có phải là Thúy Liễu hay là không? Không. Phải là Thúy Liễu mà liễu liễu hoài. Chứ bà là ai? Thúy Liễu là chủ trước, còn tôi là người chủ sau cái nhà này. Tôi là Thúy Liễu. Lâu tao mơ là tôi chặt liền đó. Không có đơn giản nha. Đừng thấy bèo nhèo vậy mà tưởng yếu nha. Như vậy là chắc tôi lộn nhà. Vậy mà tốn 200 đô cho vợ chồng thằng Thomas Tâm của đi thay người. Không sao, nó ăn 200 nó sống cũng không ổn. Gì vậy? Xin lỗi bà chị,
có người cho tôi địa chỉ của nhà bà chị. Vậy à? Tôi tới tôi tìm, nhưng mà chắc đúng là ngày xưa bà từng ở đây, còn bây giờ chắc không kiếm được bà rồi. Bây giờ sao? Tôi nghe mùi bà đâu đây. Thôi xin lỗi bà chị đã làm phiền bà chị, mời bà chị ngồi. Có duyên vô cùng vậy đó. Ít có người có duyên lắm vậy đó. Tự nhiên nhà tôi mà biểu gần gần gần. Người Việt Nam. Quẩn không? Quẩn không? Quẩn không? Gì? Có rảnh không? Dù gì? Bỏ chân xuống tôi. Sa lông của tôi mới mua. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Mời bà chị ngồi, để kể chuyện cho nghe. Người Việt Nam. Sắc sát vô đây cho chắc ăn. Bỏ Việt Nam. Ủa? Qua. Ông là ai mà không đi tìm bà Liễu? Người xưa. Hồi xưa tôi bà yêu nhau. Người xưa. Đúng vậy. Tôi... nhớ rồi, nhớ rồi. Bà đừng nói bà biết tôi nghe. Trời ơi, sao quên được. Bà biết tôi hả? Không phải. Lộn, nhớ lộn. Tôi chia tay mấy chục năm trời. Tôi buồn, rồi tôi mới quyết định, trước khi chết, dù có chết á, tôi cũng phải đi kiếm bà. Rồi tôi mới mua rồi, vé máy bay. Rồi ông qua đây bằng gì? Vé máy bay. Trời ơi, trung chuyên lắm, dễ gì mua được cái vé máy bay. Vậy hả? Tôi ra tôi mua nó báo hết vé. Xong mà tôi là từ nhỏ đã thông minh rồi. Đâu nó hiện phải ra là liền mà trên mặt mà. Tôi mua cái vé máy bay bay qua Pháp liền. Trời ơi, Mỹ là đi Pháp là đi ngang Mỹ. Đâu phải Mỹ, Pháp Mỹ đâu có đi ngang qua Pháp đâu. Thì đó, qua mới bển mới thấy mình ngu. Vừa qua tới Pháp nó nói không đi ngang, mua vé bay về Việt Nam lại. Trời ơi, về Việt Nam nó nói hết vé. Hết vé. Xong tôi nói bán cái vé ngồi cái bên phi công phết lá. Trời ơi ngon vậy. Chứ mới đầu tôi xin ghế súp nó không cho, nói máy bay không có. Tôi mua vé phết lá hết một đống tiền. Trời ơi, máy bay của người ta bay mà không đòi ghế súp. Làm gì có ghế súp. Đâu có biết, ở dưới quê mà. Xong cái ngồi phết lá mà cũng cực trăm bề. Sung sướng gì đâu bà, xin đi đái nó cũng không cho. Cái gì á? Máy bay đặt bài tôi nói còn chịu không nổi, mở cửa đi toilet. Nó nói no. Gì kỳ vậy ta? Tôi nói tôi ra ngoài tôi đái cái tôi vô có gì đâu mà không cho. Trời đất. Vậy mà nó không cho. Ông nói vậy là phải rồi, nhưng mà cái máy bay đó là thật đó. Mai mốt tôi đi thưa nó cho ông nha. Máy bay người ta đang bay mà ông bị rồi mở cửa. Vừa mở cửa công văn xuống dưới. Vừa sao giờ ông gặp tôi. Thì đó thôi, kể chuyện tâm sự đôi đường vui với bà chị. Cảm ơn bà chị. Thôi đấy, bây giờ về. Đi đâu? Cảm ơn bà chị, cùng là người Việt Nam nên ngồi tiếp tôi vài phút. Tôi xin cúi đầu tri ân bà chị. Tôi cũng lại ông luôn. Chào ông ngồi bà chị. Xuống đi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, ngồi xuống đây đi. Ngồi ngồi đi, để tôi đỡ. Cái gì vậy? Bệnh. Chào bà chị tôi đi. Khoan. Nói nghe. Chưa, chút xíu đi. Để tôi ngồi đây đi, ngồi xuống đi, ngồi. Để tôi đi vô. Để kiếm ông ra bả. Thôi, ngồi uống miếng nước cũng được. Đây nè. Đây nè. Rồi hết nước, để tôi lấy khác để cho chào tôi chút nha. Ôi, người Việt Nam đó. Quý, lâu lâu gặp quý. Gặp hoài chán. Ơi, thôi kệ, ở đất nước xứ người về mà người ta tin mình, người ta cho mình uống nước là cũng là vui rồi. Chứ đâu phải ai là cũng quý khách đâu. Nhiều khi thấy lạ nó đuổi, nó gọi poli xe là chết luôn. Mami lấy trà cho ai vậy mami? Ôi. Hello, yes. Biết chừng nào okay. Mà kiếm được bác. Okay, I'm coming here. Thank you, I love you. Who are you? It's me. Who is me? It's me. Who is me? What you doing here? I'm looking for my girlfriend. Hello. Looking for. Where are you from?
Bạc Liêu. Bạc Liêu. Bạc Liêu. Bạc Liêu. Bạc Liêu. Chưa nói Bạc Liêu. No, anh bắp. Người bắp, người bắp là gì? It's tàu lao. Tàu lao. Who are you? I'm a midnight. Oh, hi midnight. Hi midnight. Hi midnight. Yes, I am Phi Nhung. Yeah. Biết tiếng Việt hả? A little bit. À, uống lít hả? No, 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 a little bit. Okay. Lít. Yeah. Okay. Cho bác hỏi. Sao giống quá vậy? For what? My girlfriend hồi lâu. My girlfriend, your girlfriend? Yes. Your girlfriend is look me? Look like me? The same, the same. The same. Everything same. Everything same. Đông, đông. Ok. Thí Liễu. Thí Liễu. Con biết Thí Liễu không? Con rất giống bà Thí Liễu. Thí Liễu, Thí Liễu. Oh, I know you. Thí Liễu is my mom. Yes. Không, bà đâu có mom con. Hồi xưa bà đẹp lắm. Thí Liễu my mom. À. Yes. Thank God you are here. Chú, có sao không? What's wrong, honey? What's wrong? What's wrong? Cho $100. Oh my gosh! Oh my God, I like it. Thank you so much. Yeah. Chú. Mày vô cho bà ra. Con đi vô cho má con ra. Yeah. Oh, thank you so much. I love you too. Khỏi, cho $100 nữa nè. Đây. Cảm ơn. I love you. Cho con 100 nữa đi. Con đi shopping nữa. Con thích chú quá à. Nít bên Mỹ giờ xin tiền dữ vậy hả? Dạ, cho con 100 nữa. Con hết làm con nít rồi. Rồi con biết đi shopping, con mua đồ. Cảm ơn chú. Thank you. Mommy. Nít bên Mỹ hả? Bạn của Mommy chờ Mommy kìa. Làm những nít Mỹ nó không ổn định tâm lý hay gì? Ok, má ra nè, má ra nè. Ok, nhanh lên, chờ Mommy á. Con vô rồi, má ra nè. Ngồi xuống đây, tôi rót nước cho uống, nước nóng lắm gì này ghê lắm nè. Tại sao vậy? Mà trả lời cho tôi biết đi. Tại sao? Cái gì? Tại sao bà không nhận tôi? Bà có phải là Thí Liễu không? Nói rồi, không phải là Thí Liễu. Mất mà là Thí Liễu. Mất $300. Mất $300, bà hiểu không? Sao vậy? Sao mất $300 hả? Thôi, không hiểu, chắc là người giống người. Nhầm tôi. Bà chắc chắn không phải là Thí Liễu hả? Không phải. Thí Liễu đẹp lắm, tôi xấu quắc à. Tôi là Thí Liễu. Cứ tưởng có chút manh mối là kiếm ra người xưa của tôi. Chắc mấy đứa con nít bây giờ nó không hiểu tiếng Việt, nó nói tầm bậy tầm bạ. Giờ thôi thì ngồi xuống, tôi rót trà cho uống, cũng uống miếng đó đi, cũng uống thôi, miếng. Thôi, cảm ơn bà chị. Ngồi đây nữa thì nó trễ giờ. Tôi hẹn với nhỏ em ngày xưa nữa. Nó đưa đi kiếm mà giờ nó đi nó kiếm tôi không ra, mất công rồi tùm lum. Ở xứ này tôi biết đường xá gì đâu. Cảm ơn bà chị tốt tính quá. Dạ. Đã cho tôi ngồi nói chuyện. Cảm ơn ông. Xin tri ân bà chị. Tôi cũng lại ông. Chúc chị... ông thượng lộ bình an, hạ lộ bò càng. Cảm ơn bà. Không biết từ đây tới lúc kiếm bà tốn thêm bao nhiêu tiền nữa đây. Mới đây mà hết 7 xị rồi. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng. Như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gành hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lăng. Vầng trăng nghiêng
xuống trên vạt rừng tràm. Xe ô, xe ô lưu hàng, lưu hàng, xe ô, xe ô, xe ô, xe ô lưu hàng, lưu hàng, xe ô, xe ô. Ông Chính, tại sao vậy? Ông làm gì mà tôi hết hồn vậy? Tại sao cứ bà cứ chối tôi hết lần này tới lần khác, trong khi đó linh tính thần thánh của tôi báo chắc chắn đó chính là bà. Tại vì thôi bỏ qua đi, bây giờ em chính là Thúy Liễu đây nè. Mời bà ơi. Nhà của em chứ đâu phải nhà của anh đâu mà anh mời. Xin tri ân bà đó. Đã nhận tôi, mời bà ngồi. Thắp cho nó nhang đi. Thôi đừng nói chịu nhang xưa lúc nguy hiểm quá. Nhang khói gì. Đây nè, uống miếng nước đi. Tự tay tôi rót nè, uống đi. Anh có khỏe không? Sao mặt mày thấy xanh sao quá à? Hôm nay tốn tiền quá nó xanh. Vậy hả? Sao tốn dữ vậy? Thì lên đây gặp gái đẹp rồi tốn hay sao? Không có, nhờ người ta chỉ đường. Đứa chăm, hai chăm. Trời, trời ơi. Bị mình đâu có gì khác ngoài tiền. Trời ơi. Trời ơi, lúc này làm gì đồn. Mà anh giàu dữ vậy? Tôi nghe đồn, sau khi tôi nghỉ đoàn hát, rồi bà cũng bỏ đoàn hát, bà đi, rồi biệt tích tới giờ không ai gặp lại đúng không? Ông không không. Anh ngồi xuống đây đi. Ngồi gần bên em nè, em kể cho nghe. Làm bộ khoái muốn chết mà còn làm bộ nữa. Rồi sao kể tôi nghe. Đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe chơi. Cái bữa mà anh bỏ đoàn đi á, tôi cũng nghỉ hát luôn. Rồi tôi về nhà tôi phụ buôn bán. Ừ. Rồi cũng gầy mấy chân hụi. Ờ. Nó giật tôi không còn một cái chân nào hết trơn. Khoảng bốn chân hụi giật hết bốn chân. Thiếu điều tôi đi ăn mài đó anh. Nhưng mà trời cũng thương. Ừ. Nợ nần chồng chất vậy mà tôi lắc qua lắc lại tôi cũng trả hết. Rồi sao qua bên đây? Tôi mới bỏ xứ ra đi. Tôi đi qua đây làm gì? Thì nghe đồn bà qua lấy chồng đúng không? Hả? Nghe đồn bà qua lấy chồng đúng không? Phải. Tôi lấy chồng. Rồi chồng bà... Tôi lấy chồng mà số tôi nó cũng xui xẻo lắm. Tôi nhìn lấy nào chết đó. Này đó, số nó vậy đó. Chồng bà tên gì? David. Nó vẫn hên hơn tôi là nó lấy được bà. Là sao? Để tôi nói chuyện. David. Why you die soon? Why? Tại sao? Tại sao ông chết sớm? Bất đồng ngôn ngữ. Tức quá tào máu ra chết rồi. Không có chuyện gì hết. Bây giờ bà cũng khỏe chứ hả? Cảm ơn anh. Tôi khỏe, gặp ông tôi mừng mới chảy nước mắt á. Từ mừng lắm. Lúc mà từ sao lúc bà mau suy nghĩ hoài á? Bà bỏ đi, tôi canh cánh trong lòng. Rồi tôi ở dậy tới giờ luôn. Có vợ con gì đâu. Bà Liễu, tôi qua đây cũng có vài câu hỏi tôi muốn hỏi bà. Ông hỏi gì ông cứ nói đi, tôi trả lời được. Tại sao ngày xưa bà bỏ tôi bà đi? Ông nhớ lại coi, tôi bỏ ông hay là ông bỏ tôi? Nhớ lại đi. Tôi xin hỏi bà một câu hỏi nữa. Mời bà bước ra ánh sáng. Bà
Bà Liễu. Ông hỏi gì? Bà còn yêu tôi không? Để tôi suy nghĩ. Bà nói cho tôi biết đi. Ông lấy tư cách gì mà ông hỏi tôi câu đó? Ngày trước tôi với ông đối diện như vậy nè, ông không dám nói yêu tôi. Giờ gặp nhau rồi, già hết trơn hết trọi rồi, coi đi không nổi rồi, mình làm bạn đi. Yêu đương gì nữa, lấy nhau gì nữa, ta cười cho chết à. Để ta nói ông già ham hố nữa. Sao? Tôi nói vậy có phải không? Không! Trời ơi! Không bao giờ là vậy được! Hả? Trời ơi! Cả cuộc đời tôi sống, trời ơi, là chỉ để lấy bà. Ông ơi, tôi đau tim. Tôi từ Bạc Liêu, tôi qua đây mục đích là để lấy bà. Tôi từ hơi thở ở đây cho tới hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ lấy bà. Trời ơi trời, sao đòi bà lấy tôi hoài. Đừng từ chối, bà đợi đó. Già cả rồi ông ơi. Bà đợi đó. Tốn cũng đã tốn rồi. Ui. Ây da. Bà Liễu. Gì? Gì nữa? Gì vậy? Trai mình. Cái gì mà chốt dữ vậy? Bà nhắm mắt lại đi. Xin bà hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Nhắm bà nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt một con còn một con có bao nhiêu ly. Nhắm mắt lại. Rồi nhắm rồi bà đó. Bà có thấy gì không? Không thấy gì hết đó. Tôi đó chính là đời của bà khi không lấy tôi. Vậy sao nãy giờ ông cứ nói ông đòi ông lấy tôi hoài, già hết rồi. Bà phải lấy tôi. Khoan, lấy rồi đưa. Để đây. Bỏ đây, bỏ đây. Chờ tôi chút. Cái gì nữa? Lỡ tốn rồi. Trời ơi. Trời ơi trời. Đây. Cái gì đây? Đây, để đây, để đây. Đây, đây, đây. Đừng hỏi gì hết. Có thể ngày xưa bà với tôi không đến được với nhau, đó là chuyện của quá khứ. Còn ở thì hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ. You will belong to me. Vô. Nè. Don't say more. Go. Không nên mở. Vô trong. Open later. Trời ơi trời, thiệt khổ nữa. Cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Ngày hôm qua single available, nhưng hôm nay oh beautiful. Từ từ bình tĩnh. Hủ vị thuốc đã. Ổn, ổn, ổn. Thôi. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Ê.
can you speak English? Không lại. Thì ra it's my house in the future. Who are you? My house is mine in the future. Cái mục rùi này, ông bầu Hùng của đoàn ca nhạc Hùng Miệt Thứ. Chính chó phải không? Chính lỗ chó. Vẫn còn ghi chữ lỗ. Mấy chục năm không gặp. Bữa nay ông cũng qua đây rồi ha. Ông qua đây làm cái gì? Tôi đang đứng ở vị trí này thì ông cũng biết. Còn làm gì nữa ngoài chú rể? Ông là chú rể. Đúng vậy. Ông lấy ai? TL. TL. Trúc Lâm, Trúc Linh hả? Thí Liễu. Cái gì? Ông lấy Thí Liễu? Đúng vậy. Vô lý. Vô lý cái gì? Bữa nay mới qua thì tôi nói thiệt với ông là ông hơi trễ rồi đó. Trễ cái gì? Tôi đã qua đây trước đây khá lâu rồi. À, và tôi đã lo lắng chăm sóc cho Liễu suốt một thời gian khá dài. Những lúc Liễu bệnh tôi lo, những lúc Liễu khó khăn à, ai giúp tôi giúp. Nhưng cuối cùng cũng rớt quất, bởi vì người hốt Liễu lại đa dịch. Đa dịch nào? Chồng bà Liễu chứ đa dịch nào. Ông thiệt là ngớ ngẩn. Làm gì có đa dịch ra đây? Từ hồi bà đặt chân qua tới đây bà không có lấy ai hết. Chắc ông hiểu lầm rồi đó. Vậy sao? Bà nói tôi bà có chồng là đa dịch. Chẳng lẽ bà chờ tôi? Oh my god này. Còn đứa con gái? Đó chỉ là con nuôi của bà thôi. Bà ở vậy thôi mà. Mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên. Ôi, vẫn còn nguyên. Còn nguyên cái gì? Ngày hôm nay tôi thông báo cho ông biết, ông đừng có mà tranh giành Liễu tôi nữa. Tôi không từ bỏ cuộc tình này mấy chục năm rồi. Thì sao? Ông làm cái gì giờ nãy mới qua? Rồi ông đòi giành Liễu với tôi. Tư cách gì hả? Đâu có tư cách gì đâu. Ở xứ cái cục đem một ít tiền cho Liễu mà rét thờ. Muốn coi Linh với Đinh nợ trong này không? Không cần. Ông đừng có đem tiền ra rồi ông hù tôi. Ăn thua là bà Liễu. Được. Bà có chịu hay không? Vậy xin đợi Liễu ra đi rồi nói chuyện. Liễu à. Liễu. Em ăn mặc gì vậy? Em ra đây. Hiểu rồi ha. Hiểu chưa? Em ơi. Dạ. Mình qua bên đây. Hai đứa mình đi qua bên đây. Liễu à, tại sao em làm cái chuyện này đối với anh? Bao nhiêu năm nay anh vẫn theo đuổi và lo lắng cho em. Bây giờ em lấy chồng không nói tiếng nào hết trơn là sao? Nói sao được nói. Ông đâu phải ba người ta mà thông báo. Ông nên nhớ, người ta có duyên thì gặp nhau. Thôi bây giờ vậy. Tôi với ông là không có duyên, vô duyên lắm. Liễu à. Hả?
bước qua bên nói chuyện với người ta cho phải phép. À, anh không ghen đâu. Đó, thấy không? Thấy người ta lịch sự ghê không? Chứ đâu có như anh mà dễ chống nạnh rồi làm thấy ghê quá à. Em à, bao nhiêu năm nay ông không quen hả? Hả? Bây giờ mới gặp ta lấy là sao? Trời ơi, duyên nợ mà đâu có nói được. Có khi vừa gặp cái sáp vô liền. Còn tôi với ông cái mặt cái chai ngắt à. Thành ra là thôi đừng làm gì nữa trơn trọi á. Đi tìm người khác đi, rồi cái ngày đám cưới của ông tôi đứng chủ hôn cho. Không, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì á? Anh vẫn yêu em. Trời ơi, mình nói mình lại phụ cái mình của hôn nhân này. Cái gì nữa ông ơi? Cái gì? Bây giờ già hết rồi, có hạnh phúc chút xíu mà ông cũng tranh giành với tôi mấy chục năm trời. Hạnh phúc gì? Hả? Tôi hỏi ông nè, ông có thương tôi không? Thương. Ông có muốn tôi hạnh phúc không? Ôi cha, đau quá. Dĩ nhiên là muốn em hạnh phúc chứ. Hạnh phúc thì ông phải để cho tôi lấy người tôi yêu, tôi mới có hạnh phúc. Bây giờ ông rảnh không? Rảnh. Đứng làm chủ hôn cho hai đứa tôi đi. Đúng rồi đó. Đau quá. Lý. Trời ơi. Đau quá. Bà làm cái gì vậy? Từ từ coi. Đau. Bình tĩnh, không có gì đâu. Ba cái bệnh già lập ông mình này nó vượt nó nhói. Nó nhói. Nhói cái gì? Vượt hết nhói đâu? À, thôi đứng bên mình là hết nhói rồi. Nhói ở đâu? Đây nè. Ngay cái chỗ cái trái tim. Ngay ngực đó hả? Ngay cái ngực đó. Người ta nói ngực, người ta nói đây. Còn bà nói ngực, bà nói ở đây nè. Sao hả? 30 năm trước nó ở Bạc Liêu. Chứ 30 năm sau nó qua tới Đà Lạt rồi. Nghe. Ông thấy chưa mà ông biết nó xệ. Thôi. Nói chưa chơi cho vui mà, thôi. Chưa thấy hàng mà dám nói rồi hả? Rồi bây giờ sẵn sàng chưa? Giúp giùm tôi được không ông Bầu Hùng? Dù gì cũng là tình người với nhau. Thôi được rồi. Liệu nó cũng đúng. Mỗi người nó đều có duyên phận. Đó. Thôi được rồi. Tôi làm chú hôn cho hai người. Trời chưa? Ơi. Đẹp biết mấy. Thanh khiêu anh. Vô. Dạ, dạ vô được rồi phải không? Vô. Đợi lâu quá, đợi lâu quá. Trời ơi. Bà. Trời ơi. Mặc bộ đồ. Ai đang đám cưới? Đám cưới sao mặc đồ đi đám ma vậy má? Ủa. Không, bộ đồ này là đẹp nhất của tôi rồi á, để dành đi ăn đám cưới ông nè. Trời ơi, giang ra thế coi. Cái gì vậy? Trời ơi. Hả? Khỏe không? Trời ơi, Liễu ơi, nhớ không? Lại nè. À. Của ai hả? Nhớ không con Lại mà hồi xưa trong đoàn thắm mai đồ á, mai đồ cho em bận đó, em nhớ chị không? À, chị phải nói vậy tôi mới nhớ. Đúng rồi, chị Lại nè, qua Mỹ tên là Lan Ngà. Tên gì? Lan Ngà. Lan Ngà. Ôi, bỏ hay chứ. Ừ, mà nhớ chưa? Nhớ rồi. Mày cho tao đám cưới không? Tao sắp hết hạn visa rồi. Biết rồi. Ê, có nghe nè, hồi xưa sao mà tao nhớ tao đâu mà sừng sững trên này, sao giờ nhùng lại có một khúc vậy? Càng ngày nó càng lùn. Già nó mới thông lợi đó. Nghe nè, dạo này có điều kiện quá, tài xế mà cho mặc đồ đẹp ghê luôn nè. Bầu Hùng, hồi xưa Hùng miệt thứ. Trời ơi. Ừ. Còn sống hả? Ừ. Trời ơi, bà cho cái miệng mà ác mồm ác miệng. Em chào anh. Ừ. Ôi trời ơi, vậy mà chúng nó ác miệng đồn anh chết rồi. Ai đồn kìa? Ủa vậy? À thôi tôi nhớ rồi. Ông bây giờ ông xuất hiện ở đây ông phá đám cưới người ta đúng không? Cái gì? Ông phá người ta từ hồi trẻ tới bây giờ ông vẫn phá. Phá cái gì mà phá? Ai đây? Bà Lai đúng không? Lai ông... nè. Ai cho cho bà vợ của ông tôi à. Mà tôi biết rồi. Bây giờ đẹp quá ha. Ngon. Đẹp không? Đẹp. Lấy em không? Cho bạn gì vậy? Không hỏi gì thôi, hỏi gì giao lưu gì thôi. Nè, ông giờ ông khóa đám cưới người ta nữa là tôi đục ông nha. Không có đâu, trời ơi, hứa làm chủ hôn cho hai người rồi mà phá đâu mà phá. Vậy giờ ông làm đi, bắt đầu luôn. Rồi. Hai trẻ nghe đây. Ủa cái gì vậy? Bái ông địa. Cái gì vậy? Quang. Mommy mặc đồ gì vậy? Mommy đang làm gì vậy? Mọi người đang làm gì vậy? Đám cưới. Đang làm đám cưới con. Má đám cưới. Má đám cưới. Mommy thích bỏ con hả Mommy? Không. Con không bao giờ má bỏ con hết. Mommy à, Mommy nghe con nói nè. Mommy lớn, Mommy già rồi. Mommy làm đám cưới.
bà con cô bác ở đây, người ta thấy người ta cười, rồi bạn bè của con, sao mà con ra đường con dám nhìn nữa mami? Con ơi, con nghĩ như vậy là sao à? Rồi không phải đâu, đây để ba nói cho nghe. Ba cái gì mà ba? Ông đi ra kia đi, tôi muốn hỏi má tôi thôi. Đừng con, đừng xô đuổi ông tội nghiệp con. Đừng xô đuổi ông, thương mẹ thật tình lắm, thành ra là duyên nợ nó tới mà. Má à, mami à, nghe con nói nè. Mami, con ở vậy một mình con nuôi mami. Con ở mami suốt đời, mami đừng có lấy chồng bỏ con được không mami? Mà má bắn mami mới biết, nhưng mà bây giờ gần đất xa trời rồi, có chút tình yêu đặng rồi. Nhưng mà mami còn có con mà mami à. Con à, con không thể thay thế được một người đàn ông con ơi. Đi ra đây, buông ra thôi. Được rồi, bà ngồi yên, bà không cần nói gì trơn. Bà ngồi đây. Giờ ngồi đây. Nè, con gái, tôi biết là con rất là cảm thấy sốc khi mà má của mình lấy chồng ở từng tuổi này. Nhưng mà ở cái tuổi nào người ta cũng có cái tình yêu bên trong hết trơn á, sao tự nhiên đi cấm? Con có biết là má con lớn tuổi rồi hay không? Biết, bằng tuổi nhau mà, tao lớn hơn má đó. Đây nè, để Dượng nói cho nghe. Dượng cái gì? Ông đến ông qua đây phá nhà của tôi hả? Thôi mà con ơi, con không có ngăn cấm gì được. Ủa tự nhiên cái con cái mà đi ngăn cấm tình cảm của mẹ. Nè, nói cho con biết, từ ngày đẻ con ra, ủa không có đẻ, nhưng mà cuộc đời của bà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có được hạnh phúc. Bà chưa bao giờ có được một ngày hạnh phúc nào hết. Nhưng mà người mẹ sống vì con, mẹ con không có được lấy chồng mami. Điên lại đây, sao mà không được lấy chồng? Tại sao không con được lấy không chồng? Cho mami con lấy chồng. Ủa, luật nào cấm? Ở đâu ra chuyện mà con cái cấm người lớn lấy chồng, cấm ba mẹ lấy chồng lấy vợ? Lỡ người ta đổ vợ, người ta có quyền có hạnh phúc. Ở đây ai nói với tôi là lớn tuổi không được quyền có hạnh phúc? Ai cũng được quyền có hạnh phúc, đúng không? Nè, con không nghe con nói nữa. Giờ con hỏi mami, mami đứng lên, con hỏi mami nè. Mami mệt quá. Mami à, con quỳ con lạy mami luôn á mami. Mami đừng có bỏ con được không mami? Con không có chồng, con ở với mami, con nuôi mami mà. Mày làm như mày phi nhung vậy? Mày rước 40 đứa con nuôi về mày không đẻ. Phi nhung là tôi không có biết, mày đừng có nói vô đây. Con ơi, má. Thôi má đừng có nói gì nữa hết. Má đừng có nói gì nữa hết, ok? Má đừng nói nữa, ok? Má mệt lắm rồi. Mọi người, bây giờ mọi người muốn đám cưới đúng không? Má mệt. Má muốn đám cưới đúng không? Má muốn kìa. Má mệt mà má cũng đám cưới đúng không? Má nhớ nha. Má nhớ má bỏ con của má, má đi theo trai nha. Con hận má suốt đời luôn. Con hận mấy người. Con hận mấy người. Nhưng ơi, tại sao con nói má như đâu vậy Nhung? Bà Liễu, bây giờ nghe tôi nói nè. Bà Liễu. Ông ơi, tôi đau. Bây giờ bà nghe tôi nói. Nè, bà nghe tôi nói. Bây giờ con Nhung nó đi rồi, tranh thủ cưới. Cưới thôi, nhanh. Mình phải sống vì mình thôi. Nghe, cưới thôi. Bớt nói tào lao lại. Rồi. Cưới thôi. Đứng bình thường thôi. Khỏe. Đau cái nhầm nhỏ gì. Đau bớt nào cũng phải vượt qua. Vượt qua. Bây giờ rồi thẳng thớm lên. Mời cô dâu chú rể quỳ xuống để làm lễ thành hôn. Bà quỳ xuống được không? Xuống thì được mà lên chắc không nổi. Còn ông sao? Chơi khô máu với bà luôn. Bình tĩnh. Ôi già. Rồi bắt đầu. Rồi đi, lấy lên. Dứt bay thiên địa. Bà khỏi xuống lên không nổi. Ở trên được rồi, để tôi xuống một mình. Rồi nghỉ bay cao đường. Khỏi quay vô sợ quay ra không xong. Đứng im đó nghe. Phu thê giao chiến. Không. Thôi, nó nói vậy kệ bà, lên ghế ngồi bà ơi. Thê giao bay. Bạn bè giao lưu. Rồi, lên ghế ngồi. Rồi, rượu giao bôi,
chết rượu dao bôi bỏ ngoài xe. Có đem đủ hả? Có chứ, chuẩn bị hết rồi. Đi ra ngoài lấy. Đi anh đi với em. Đi. Giờ đẹp quá. Rồi mới đây đi đâu hết rồi? Mới một nùi ồn ào như cái chợ mà giờ đi vắng như chùa Bà Đanh. Ê. Ây da. Đau quá. Ây da. Ông bệnh gì mà ông uống thuốc vậy? Thì cũng ba cái bệnh cảm đồ thôi chứ có gì đâu. Bà khỏe không? Đỡ mà lấy hơi lên không hả ông ơi? Ông bệnh mà ông uống hết thuốc ông không hay là nghĩa là sao? Đâu có để ý. Qua tới đây gặp bà mừng quá rồi. Thuốc thang cần gì nữa. Giờ tự nhiên đau bất kỳ tử để nên... tôi vô nhà tôi kiếm thuốc cho ông uống. Đây được không? Không được cũng phải lết vô. Ôi. Ây da. Ây da. Đau quá. Xin lỗi bà Liễu, tôi đã không can đảm nói
diện với tình yêu của tôi. Để rồi mấy chục năm trời, tôi phải sống trong giặc giặc. Thằng đàn ông không dám đối diện với tình yêu. Tưởng tôi qua đây là tôi sẽ mang lại cho bà một hạnh phúc cuối cùng. Nhưng mà tôi sai rồi. Vợ chồng mà chưa uống được cái ly rượu giao bông là đâu phải vợ chồng. Thấy tụi hay không? Ở cái xứ này mà tìm được cái chai rượu đế là đâu phải giỡn đâu. Trời ơi, ông này sắp đám cưới mà ông nghe cái nhạc này tắt. Nè, rồi rót ra rồi bắt đầu hai vợ chồng uống. Vậy 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 chết ngủ đi trời.
Ê, Chính ơi, Chính ơi, Chính ơi. Trẻ cho tới già cứ nói một đằng làm một nẻo với ông Chính. Ông nói ông hứa ông thắng mẹ, mẹ để gặp bà Liễu, khỏe để mà cưới bà Liễu. Ông nói hồi trẻ ông sai, thì ông chờ gặp bà để ông sửa sai. Hơn 30 năm rồi mà ông còn chờ được. Vậy mà còn có ly rượu vào môi mà ông chờ được sao? Ông Chính ơi! Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh về. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, muốn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Cảm ơn quý vị đã đến với chúng tôi đêm nay trong live show Khoa Tay Lấy Vợ.
Trường Giang Live Show in USA. Xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị. Hãy đi xa thật xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Dạ, Trương Giang xin thay mặt cho các cô chú anh chị em trong ekip thực hiện, tất cả mọi người xin gửi lời cảm ơn quý vị rất là nhiều vì dành thời gian đến đây để mà coi một cái show mà có sự ủng hộ quý vị rất là nhiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, là ngày hôm nay để có một cái show như thế này là tụi em phải tập tành rất là nhiều, đã làm mọi thứ có thể trong thời gian hạn chế của tất cả các ekip. Và hôm nay không biết là quý vị có cảm giác là mình cảm thấy coi cũng được không ạ? Dạ, nếu hay thì cảm ơn quý vị, và tình yêu thương của quý vị sẽ là động lực cho tất cả nghệ sĩ sẽ làm thêm những cái chương trình hay nữa. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả những tình yêu. Xin cảm ơn. Tôi được ngắm sao trên trời giữa muôn đời hoa. Cho tôi những khúc ca bay đi xa rất xa. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Tìm người bằng những lời ca.